Theo dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam sẽ có 7 địa danh được chọn làm khu du lịch quốc gia ưu tiên. Theo đó, ngành du lịch sẽ định hướng phát triển và phân bố không gian đầu tư phát triển 7 khu du lịch quốc gia ưu tiên gồm Sapa, Lào Cai, Hạ Long, Bái Tử Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, Tràng An, Ninh Bình, Phong Nha, Kẻ Bàng, Quảng Bình, Hội An, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, Bắc Vịnh, Vân Phong, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang. Đồng thời, 6 khu vực động lực phát triển du lịch gồm Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Với dự kiến quy hoạch như trên, mục tiêu cho du lịch Việt Nam đến năm 2030 là thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.